thấp nha. Và đã có hai cú đại, đã có hai cú đại đấy các bạn này. Và chuẩn bị chạy châu, bố mình bắn tiếp. Video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái súng bắn giấy, đồ chơi của trẻ em. Và các bạn cùng làm cùng với mình nhé. Chúng ta cùng bắt đầu đi làm nào. Và đây dụng cụ nha các bạn. Đây là những dụng cụ rất là cần thiết. Một khúc tre và một cái gương. Và cần thêm một cái tre nhỏ nữa. Mà anh này cũng khá là dài đó các bạn. Cần thêm một cái thớt nữa và một con dao. Nhìn về đúng camera chưa? Khoảng cách về đúng không? Khoảng cách về nhà này. Mời các bạn. Đây, để chừa một cái đạn. Có khoảng cách đúng không? Đúng rồi các bạn. Okay. Đây là mỗi khoảng cách để giúp cho chúng ta xỏ vào để đạn nó bay ra chứ dài quá thì nó ấy. Và cái miếng giấy này này các bạn, mình sẽ ngâm vào nước thật lâu xong rồi mình sẽ làm ra đạn. À, chúng mình cùng làm nhé. Rồi đi ngâm giấy đi. Cho lại bằng nước. Đây mình sẽ tiếp tống lại. Người lấy là chấm ngang nha các bạn. Là cái trò chơi này gài đạn khá là lâu các bạn. Xuống xuống xuống. Đây. Đây là viên đạn. Chuẩn bị nhắm bắn nha các bạn. Tối quá. Boom! Giấy bay khắp nhà. Và đã có hai cú đại đây các bạn này. Và chuẩn bị chạy châu, bố mình bắn tiếp. Hai bố con mình sẽ bắn cú pháo thật mạnh. Đây gì thì bắn cho mình xem, nhìn này. Mời các bạn, boom. Chạy châu, chạy châu win. Đây là bố mình sẽ trâu nhất trên thế gian. Bài cho thằng Nguyên bắn súng không trúng phát nào.
Trời đấy, anh chơi đi. Anh bắt tiếp đi. Anh bắt đầu bắn. Rồi. Đẻ của mình đây này, các bạn này. Tính gần vào đây. Trời ơi, sao khó. Nhất chung y. Hư. Rồi chào thân ái và quyết thắng đi. Đây là khẩu súng. Mình đã tự ào về hắn cái này. Thế đó là quyết. Chào mừng nha bác ạ. Tờ héo. What the fuck mà đéo. 3, 2, 1, fire. Không chớ một tiêu không chớ mấy các bạn ơi. Đây là cục đạn to của mình đây này. Các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thích thì like, subscribe và share nha. Và các bạn nhấn chuông nữa để có những cái video mới ra từ mình. Bye bye nha các bạn nha. We'll be right back.